Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Người giữ giới là người giữ đạo đức. Đạo làm người, đạo làm cha mẹ, đạo sống thiện lành. Người có đạo sẽ có đức. Bất luận bạn tuổi gì, bạn là người giữ được giới, bạn sẽ có được phước duyên. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, sinh từ 6 tháng 2 năm 89 cho đến 26 tháng 1 năm 90 dương lịch. Trước ngày 5 tháng 2 thuộc tuổi Mậu Thìn. Các bạn nếu quen dùng ngày âm lịch, chịu khó tra áp lịch Việt từ ngày âm sang dương để tiện theo dõi. Có thể vào các website của Khải Toàn tự tham khảo bát tự mệnh khuyết. Theo mệnh lý, người tuổi Kỷ Tỵ thường có vận khá hơn những con giáp khác. Thời niên thiếu có thể thiếu thốn tình cảm, nhưng bản thân họ là người năng động nên có rất nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Biết mệnh mới có thể cải mệnh. Sau khi xem video, có thể các bạn biết được dụng thần mệnh khuyết, nhưng để cải vận hoàn toàn không đơn giản. Cần sự kiên trì ứng dụng theo phong thủy, cần bố thí để tích phước đức. Có thể cần vài năm hoặc cả chục năm. Việc gì cũng cần quá trình, làm gì có hạt đậu nào gieo xuống hôm nay mà ngày mai mọc ra quả. Nếu chịu khó cải biến, biết được vận mệnh, biết được bố thí sẽ tích phước đức, sẽ cho bạn cơ hội gia tăng vận may. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn cách thức, còn lại bạn phải tự nỗ lực rất nhiều mới đạt được kết quả. Vì vậy, đừng mong vào thần thánh nào đó xuất hiện cho bạn điều ước là bạn thay đổi tức thời. Phần đầu xét theo vận trình, tính cách chung của người tuổi Kỷ Tỵ, phần giữa xét theo từng tháng sinh, ở phần cuối video có đề cập đến mệnh ngày sinh, là một mật mã quan trọng trong bát tự tứ trụ, mời các bạn cùng theo dõi. Khải Toàn xin phép chia sẻ hai bước dụng thần mệnh khuyết cho tuổi Kỷ Tỵ, tính đơn giản tra theo năm sinh và tính chi tiết theo 12 tháng sinh. Nếu chỉ xét theo năm sinh rất dễ trùng lập, không phải ai sinh năm 89 cũng giống nhau. Cho dù sinh cùng ngày giờ cùng nơi nhưng chưa chắc đã giống nhau, khác họ tên là đã khác nhau, điều quan trọng nhất là phước đức trong quá khứ. Giả dụ bạn biết bố thí, bạn sẽ giàu có. Bố thí tiền, bố thí lời nói chân thiện, bố thí lòng yêu thương, tu pháp nào sẽ có quả ấy. Có nhiều thuật số khác nhau, trong bài này Khải Toàn chia sẻ hai cách tra, tra đơn giản theo niên mệnh và tra chi tiết theo từng tháng và năm sinh. Tra thêm tháng và năm sinh theo bát tự tứ trụ tính chính xác cao hơn. Không tin nhân quả, các bạn không nên ứng dụng phong thủy, vì phong thủy không thay đổi được nhân quả. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy, cúng kiến bao sính lễ nhưng tâm bất thiện là điều vô nghĩa. Tóm tắt người tuổi Kỷ Tỵ, chữ Kỷ thuộc thổ, chữ Tỵ thuộc hỏa, can chi thuộc hành âm, là nhóm người sống thọ có sức chịu đựng rất tốt nhưng ngại va chạm trong cuộc sống. Trong tình cảm gia đình đa phần là thuận lợi, dù không phải lúc nào cũng toàn quyền quyết định. Vào giai đoạn trung niên, vận mệnh có chuyển biến tốt, công việc làm ăn ổn định và phát triển. Về hậu vận, người tuổi Kỷ Tỵ hạnh phúc bên gia đình, bên con cháu, cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng nhiều. Họ là nhóm người linh hoạt nhưng có phần kiêu căng, những tính cách khác còn phụ thuộc vào tháng sinh và mệnh ngày sinh. Kỷ Tỵ dễ nổi bật trong đám đông với tính cách uyển chuyển, linh hoạt, vượt khó giỏi. Tỵ có khí chất khiến cho người tiếp xúc cảm thấy đôi khi rất là khó gần, khó thân thiết. Kỷ Tỵ thường thích có nhiều tiền bạc. Họ không bao giờ tiêu tiền một cách hoang phí. Họ thường thích tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống gia đình, lo cho tương lai. Thậm chí họ là những người sống ở hiện tại nhưng lo lắng về người khác, nhưng lo lắng cho người khác hoặc là lo lắng cho tương lai rất nhiều. Trong quan hệ giao lưu tiền bạc, họ không phải là nhóm người rộng rãi vì luôn muốn dành dụm, có niềm đam mê kiếm tiền và lo cho gia đình. Trước trung niên, mệnh nam thường trải qua nhiều thử thách, nhiều khó khăn trên con đường gây dựng sự nghiệp và gặp nhiều thất bại. Mỗi thất bại càng cho họ sự trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Gần tuổi 40, vận may sẽ đến, sự nghiệp của họ sẽ nhiều đột phá, phát triển tốt hơn. Mệnh nữ Kỷ Tỵ nhìn chung có vận tốt, nhất là ai sinh tháng Ngọ Dậu. Trong tình cảm gia đình đa phần là thuận lợi, nhưng họ là nhóm người dễ lo xa. Càng về sau họ càng lo xa, mong muốn gia đình của mình rất hoàn hảo. Trong kinh doanh, khi nắm bắt được thời cơ là có nhiều cơ hội thành công. Tuổi Kỷ Tỵ thường có nhà cửa đất đai vì giỏi làm ăn, giỏi kiếm tiền.
Họ chủ yếu làm tốt trong việc kinh doanh hơn là nghiên cứu. Khi gặp kiện tụng, đa phần họ giành phần thắng. Để cuộc đời suôn sẻ hơn, người tuổi Kỷ Tỵ nên giảm tính nóng nảy và giảm kiêu căng. Trong mục tiêu của cuộc đời cần kiên trì và dĩ nhiên giữ nguyên sự linh hoạt sẵn có. Vận mệnh tuổi Kỷ Tỵ như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết tuổi Kỷ Tỵ theo 12 tháng sinh. Mỗi lá số thường có hai dụng thần, tức ngũ hành mệnh khuyết. Nội dung bài này đề cập đến tháng sinh và năm sinh, có đề cập đến mệnh ngày sinh. Mỗi đoạn có hình minh họa. Bát tự tứ trụ xét theo trụ tháng, trụ năm, trụ ngày, trụ giờ. Ngày tháng năm đề cập trong bài là ngày dương lịch. Khải Toàn xin chia sẻ cách thứ nhất về tuổi Kỷ Tỵ. Xét đơn giản, xét theo niên mệnh, Kỷ Tỵ thuộc Đại Lâm Mộc, hộ mệnh là vị Phổ Hiền Bồ Tát. Mệnh mộc thì nên dùng màu của mộc hoặc màu của thủy, gồm các màu xanh lá, xanh dương và đen. Đồ vật làm từ gỗ, quần áo, trồng cây, giày dép, mèo, hổ, Doraemon, Kitty đều là mộc. Kinh doanh các mặt hàng về gỗ, xốp quần áo, giày dép, hoa tươi, cây cảnh, chăm sóc cây, trường học, nghề mộc, nghề gỗ giấy, cửa hàng nội thất, tất cả ngành này đều thuộc mộc. Giờ tốt của mộc là giờ buổi sáng sớm. Tam hợp với Tỵ, ta có Ngọ Mùi hoặc là Dậu Sửu. Trực xung ta có Tỵ Hợi Dần Thân. Xét theo phương pháp thứ nhất này, 10 người dụng chỉ có vài người đúng, không thể chính xác theo dụng thần bát tự mệnh khuyết. Dụng thần mệnh khuyết cho tuổi Kỷ Tỵ theo 12 tháng sinh, mời các bạn xem thêm. Nhóm 1 sinh từ 6 tháng 2 năm 89 cho đến 7 tháng 3 89 dương lịch, tháng Bính Dần. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng và hướng ngoại. Sinh tháng Dần Mộc khá là nóng tính, nóng như lửa, khó kiềm chế. Tháng Dần năm Tỵ thuộc nhóm cọc tính và thiếu sự nhẫn nại cần thiết, đôi khi thiếu sự kiên định. Dần và Tỵ là hai mật mã xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ mộc, không nên dùng màu xanh lá, không phù hợp nhà ở có nhiều cây cối, nhiều đồ gỗ, không nên để dành giày dép, túi sách cũ nhiều và kỵ nuôi mèo. Hiện tại thời vận mệnh nữ trước 33 tuổi, hành vận Kỷ Tỵ phạm phục ngâm, vận biến động là không tốt. Sau 34, hành vận Canh Ngọ thuộc kim hỏa, 5 năm đầu tốt hơn 5 năm sau. 10 năm này có sao hàm trì chiếu mệnh chủ về đào hoa nhân duyên hoặc kết hôn. Thời vận mệnh nam sau 34 tuổi, hành đại vận Nhâm Tuất thuộc thủy hỏa thổ, vận khá tốt nhưng khá nóng tính. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là kim thủy và kỵ mộc. Người thiếu kim, mỗi sáng mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc. Mỗi sáng gõ tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Biết mệnh cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 2 sinh từ 8 tháng 3 cho đến 5 tháng 4 năm 89 dương lịch, tháng Đinh Mão. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, hướng ngoại và kiêu căng. Sinh tháng Mão là người tính khí cực đoan, người quân tử, bảo vệ gia đình hết mực. Người sinh tháng Mão đa phần khá cố chấp nhưng tốt bụng. Sinh mùa Mộc Vượng đa phần là người kỵ mộc. Thời điểm này Mộc Vượng, người kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng màu xanh lá, không phù hợp nhà ở có nhiều cây cối, không nên để giày dép, túi sách, báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Thời vận mệnh nữ từ 33 tuổi, hành vận Tân Mùi thuộc kim thổ hỏa, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng tâm lo lắng bất an. Thời vận mệnh nam từ 33 tuổi, hành vận Quý Hợi thuộc thủy, khá tốt về công danh nhưng không ít phần trở ngại vì Quý Hợi xung khắc với Kỷ Tỵ. Hiện họ có sao Dịch Mã chiếu, dễ đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Cả nam và nữ cần tu pháp bố thí để hậu vận tốt hơn.
Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Mỗi sáng gõ tiếng chuông đồng là tăng vận kim, thức dậy mặt nên hướng về hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, ăn tổ yến soi gương là tăng vận kim thủy. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết giúp gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 3 sinh từ 6 tháng 4 cho đến 4 tháng 5 năm 89 dương lịch, tháng Mậu Thìn. Năm Tỵ sinh tháng Thìn là người có sao Quả Tú, nữ có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng và hướng ngoại. Sinh tháng Thìn rất là biến hóa, có khí chất và có tài. Lá số có hai chữ Thìn Tỵ thường là mệnh tốt. Người sinh nhóm này đa phần kỵ mộc và thổ, không nên dùng nhiều đồ gỗ, không nên nuôi chó mèo. Thời vận mệnh nữ từ 32 tuổi, hành vận nhâm thân thuộc kim thủy là đại vận tốt, nhưng rất nhiều biến động trở ngại vì chữ thân hại tỵ và chữ nhâm khắc chữ mậu. Thời vận mệnh nam từ 34 tuổi, hành vận giáp tý thuộc mộc thủy, 5 năm đầu nhiều trở ngại, 5 năm sau khởi sắc tốt hơn. Cả nam và nữ cần tu pháp bố thí, về sau hậu vận sẽ tốt. Nhóm này có hai nhóm dụng thần mệnh khuyết, đa phần thiếu kim. Gõ tiếng chuông đồng mỗi ngày hoặc đeo trang sức vàng bạc là tăng vận kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là 15 đến 19 giờ. Giờ buổi tối là giờ của thủy. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, gia tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 4 sinh từ 5 tháng 5 cho đến 3 tháng 6 năm 89 dương lịch, tháng Kỷ Tỵ. Năm sinh Tỵ linh hoạt, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng hướng ngoại. Năm Tỵ tháng Tỵ thường là mệnh tốt nhưng có thể thiếu quyết tâm trong cuộc đời. Người sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa. Người kỵ hỏa không nên sử dụng màu đỏ, tím, cam, hồng, không dễ chịu khi vào nấu bếp. Không nên nuôi chó, nên tập ngồi thiền để giảm tính nóng nảy. Thời vận mệnh nữ từ 32 tuổi, hành vận Quý Dậu thuộc kim thủy là đại vận khá tốt. Dậu tương hợp với Tỵ thành kim, nhiều cơ hội về tài lộc, nhưng không kém phần trở ngại vì chữ Quý này khắc với hai chữ Kỷ trong lá số. Thời vận mệnh nam từ 34 tuổi, hành vận Ất Sửu thuộc mộc thổ kim, nhiều trở ngại vì Ất khắc hai chữ Kỷ của lá số. Nhìn chung vẫn là vận khá ở 5 năm sau. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí. Dụng thần mệnh khuyết đầu tiên là thủy, thứ hai là kim. Nên tắm sáng làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, soi gương là cách tăng vận kim thủy. Mỗi sáng ngủ dậy mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận thêm mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 5 sinh từ 4 tháng 6 cho đến 2 tháng 7 năm 89 dương lịch, tháng Canh Ngọ. Tuổi Tỵ sinh tháng Ngọ là người có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa xinh đẹp, thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, kiêu căng và hướng ngoại. Tháng Ngọ là người mạnh mẽ, hướng ngoại, yêu sự tự do, không thích bị ràng buộc, thích đi đây đó tận hưởng cuộc sống. Tỵ Ngọ tương hợp thành hỏa là mật mã tốt của lá số. Tháng sinh Ngọ là hỏa, sinh mùa hè hỏa vượng, vốn nóng tính. Tỵ Ngọ lại hợp hỏa, khi giận dữ không thể kiềm chế, khó chịu khi vào bếp. Kỵ hỏa không nên dùng đỏ, tím, cam, hồng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng và không nên nuôi chó mèo. Thời vận mệnh nữ từ 34 tuổi, hành vận Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa, không phải thời vận đẹp,
tính tình càng dễ nóng nảy, tâm khó an. Thời vận mệnh nam từ 32 tuổi hành vận Bính Dần thuộc mộc hỏa, cũng như mệnh nữ, mệnh nam hành vận không đẹp, tính tình nóng nảy, khó kiên nhẫn, nhiều trở ngại. Cả nam và nữ nhóm này cần tu pháp bố thí, về sau hậu vận sẽ đẹp. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là thủy và kim. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về tây hoặc tây bắc. Đi đường nên đeo kính mát, nên tắm sáng và làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, sau 15 giờ là giờ của kim. Kỵ giờ tị ngọ mùi, tức khoảng 9 đến 15 giờ trưa. Nên tập ngồi thiền để giảm tính nóng nảy. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, gia tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 6 sinh từ 3 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 89 dương lịch, tháng Tân Mùi. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, kiêu căng và hướng ngoại. Sinh tháng Mùi thuộc thổ hỏa, đại diện cho người có lòng bao dung, dễ cảm động trước hoàn cảnh khó khăn. Giàu lòng nhân ái, đại diện cho đất đai nhà cửa. Sinh tháng Thổ dày, đại diện cho người thành thật bao dung, nhưng không khéo ăn nói. Thời điểm này do thổ hỏa quản, mệnh kỵ hỏa thổ, không nên dùng đỏ tím cam hồng, không nên nuôi chó, nên tập ngồi thiền để giảm tính nóng nảy. Thời vận mệnh nữ từ 33 tuổi hành vận Ất Hợi thuộc thủy mộc, đa phần vận không như ý, nhiều phát sinh, nhiều trở ngại ngoài mong muốn, vì Ất xung với năm kỷ, Hợi xung với Tỵ. Đang có sao dịch mã chiếu, cuộc đời dễ đi xa, dễ thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Mệnh nam từ 33 tuổi hành vận Đinh Mão thuộc mộc hỏa, càng nhiều trở ngại vì vận không có thủy. Vận mộc hỏa vượng, tính tình nóng nảy cực đoan. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là thủy và kim. Nếu sinh sau 23 tháng 7, khuyết thủy và mộc. Mệnh cần thủy, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc là thủy, hướng đông là mộc. Đi ngủ tập thể dục mang theo chai nước suối. Cần mộc mang theo quyển sách. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là tối, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Soi gương là tăng vận kim thủy, sưu tầm giày dép túi sách đẹp là mộc đẹp. Nhà cửa sạch sẽ, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 7 sinh từ 1 tháng 8 cho đến 30 tháng 8 năm 89 dương lịch, tháng Nhâm Thân. Năm Tỵ sinh tháng Thân là người có sao cô thần, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thân phá Tỵ có hai mật mã phá xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng và hướng ngoại. Sinh tháng Thân thích tự do, không chịu ràng buộc, hướng ngoại và giao tiếp giỏi. Tỵ và Thân đều vô cùng linh hoạt nhưng thiếu sự kiên định. Nhóm sinh trước 11 tháng 8 đa phần kỵ hỏa thổ, không nên dùng đỏ tím cam hồng nâu, không nên nuôi chó. Nhóm sinh thứ hai đa phần là kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, không nên dùng nhiều kim loại hoặc trang sức vàng bạc. Thời vận mệnh nữ sau 31 tuổi hành vận Bính Tý thuộc hỏa thủy sẽ tốt hơn với nhóm sinh sau 11 tháng 8. Nữ nhóm này có hậu vận khá đẹp vì vận nào cũng có mộc. Thời vận mệnh nam từ 34 tuổi hành vận Mậu Thìn thuộc thổ thổ, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó giữ được tiền và tâm nhiều lo lắng. Cả nam và nữ cần tu pháp bố thí, về sau hậu vận sẽ tốt hơn. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mỗi ngày thắp nhang vái lại và gõ vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách. Có thể nhà ở có nhiều cây cối, sưu tầm giày dép túi sách đẹp là mộc đẹp và nên nuôi mèo. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận.
Nhóm 8 sinh từ 31 tháng 8 cho đến 29 tháng 9 năm 89 dương lịch, tháng Quý Dậu. Năm Tỵ là người linh hoạt, hướng ngoại, giỏi ứng biến và kiêu căng. Sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim. Dậu cố chấp khỏi bàn, không thể thương lượng được với họ, tranh cãi với họ dễ đi vào chỗ bế tắc. Năm Tỵ tháng Dậu hợp kim, sinh mùa kim vượng, tính cách cực đoan, trượng nghĩa, có thể dẫn đến kiêu ngạo. Lời nói hành động dễ phiền lòng, dễ hiểu lầm với người khác. Họ thường bảo vệ lẽ phải hết mực. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng gà khỉ, không nên đeo nhiều trang sức vàng bạc, không nên dùng màu trắng xám và nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận mệnh nữ sau 34 tuổi hành vận Đinh Sửu thuộc hỏa thổ kim. 5 năm đầu khá tốt, 5 năm sau nhiều trở ngại phát sinh chuyện lặt vặt và có thể có cả tranh chấp. Có sao hoa cái chiếu mệnh, sao tài hoa thông minh nhưng tình cảm thường không tốt. Với mệnh nam sau 32 tuổi hành vận Kỷ Tỵ thuộc thổ hỏa. Vận có hỏa là tốt nhưng không như mong muốn, rất nhiều phát sinh nhiều trở ngại, vi phạm, phục ngâm. Hai chữ Kỷ Tỵ của vận trùng với năm sinh. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn, về sau sẽ có hậu vận tốt. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là mộc và hỏa. Mỗi ngày thức dậy thắp nhang là mộc, vái lại gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép nón túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ giày dép tạp vật cũ hoặc sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Giờ tốt trong ngày của mệnh thiếu mộc là buổi sáng, buổi trưa là giờ của hỏa, sau 15 giờ là giờ của kim thủy. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Cải vận thêm mệnh khuyết gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 9 sinh từ 30 tháng 9 cho đến 28 tháng 10 năm 89 dương lịch, tháng Giáp Tuất. Tuổi Tỵ sinh tháng Tuất là người có sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa, tình cảm dễ biến động. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, hướng ngoại, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng. Tháng sinh Tuất là nhóm người có khiếu kinh doanh, trầm tính, háo thắng ngầm và hết mực bảo vệ gia đình. Người sinh nhóm này đa phần là kỵ thổ và hỏa. Đồ vật thường dùng không nên dùng đỏ tím cam hồng, không nên nuôi chó. Thời vận mệnh nữ từ 32 tuổi hành vận Mậu Dần thuộc thổ mộc. 5 năm sau của vận tốt hơn 5 năm đầu. Tâm nhiều lo lắng, chữ Dần hại Tỵ phát sinh nhiều trở ngại. Thời vận mệnh nam sau 32 tuổi hành vận Canh Ngọ thuộc kim hỏa. 4 phần tốt, 6 phần xấu. Hiện tại có sao Hàm Trì chủ về đào hoa kết hôn duyên ăn nói. Cả nam và nữ nhóm này muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ lại giày dép tạp vật sách báo cũ, đây là mộc xấu xí. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc hoặc thắp nhang là âm thanh của mộc là tăng vận mộc. Giờ tốt cho mộc là giờ buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Biết mệnh, cải vận thêm mệnh khuyết, giảm vận xấu và tăng vận tốt. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách tích phước đức cho hậu vận. Nhóm 10 sinh từ 29 tháng 10 cho đến 27 tháng 11 năm 89 dương lịch, tháng Ất Hợi. Tuổi Tỵ sinh tháng Hợi là có mật mã dịch mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa, làm công việc xa. Năm sinh Tỵ, linh hoạt, hướng ngoại, giỏi ứng biến và giỏi giao tiếp nhưng có phần kiêu căng. Nhân sinh tháng Hợi Thủy là nhóm người hiền lành, hướng nội, tốt tính lẫn cọc tính. Hợi Tỵ xung nhau, hai địa chi khắc nhau, Ất Kỷ Thiên Can xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Sinh tháng Hợi thường dư thủy, mệnh kỵ thủy, không nên lấy hình tượng là cá, chuột, heo, không nên dùng màu xanh dương, không nên dùng đen hoặc trắng xám, hạn chế sử dụng nhiều trang sức vàng bạc.
nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh thủy vượng thường thông minh chu đáo nhưng thường an phận và xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Thời vận mệnh nữ từ 33 tuổi, hành vận kỷ mão thuộc thổ mộc là vận khá, nhưng không tránh khỏi những khó khăn trở ngại vì chữ kỷ này trùng và khắc với ất trong lá số. Thời vận mệnh nam từ 31 tuổi, hành vận tân mùi thuộc kim hỏa, 5 năm sau vận tốt hơn 5 năm đầu. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu tập pháp bố thí. Dụng thần nhóm này đa phần là hỏa mộc. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc hoặc thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần hỏa mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở nên dùng nhiều màu ấm. Nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết giúp gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 11 sinh từ 28 tháng 11 cho đến 27 tháng 12 năm 89 dương lịch, tháng Bính Tý. Năm sinh Tỵ là người linh hoạt, hướng ngoại, giỏi ứng biến, kiêu căng. Sinh tháng Tý thường bảo vệ lý lẽ của mình, đại diện cho người cố chấp cực độ. Nhóm người sinh tháng này khá tốt tính nhưng rất chấp trước, xử lý nặng về tình cảm. Sinh mùa thủy vượng dễ phá tài, xử lý sự việc theo tình cảm rất là nặng, có thể khiến những người thân buồn lòng. Mệnh thủy vượng là người thông minh tận tình, nhược điểm là ít cầu tiến và an phận. Người kỵ thủy không nên dùng xanh dương và đen. Nhà vệ sinh nên sạch sẽ, nhà ở nên có không nên có nhiều gương to. Phòng khách nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Thời vận mệnh nữ từ 34 tuổi, hành vận canh thìn thuộc kim thủy thổ, không phải vận tốt, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó giữ được tiền. Hành vận có sao quả tú, nữ có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận của mệnh nam từ 32 tuổi, hành vận nhâm thân thuộc kim thủy, mệnh kỵ kim thủy, hành vận kim thủy vượng thường khó tích trữ, đầu cơ dễ phá tài. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt nên tu pháp bố thí. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là mộc hỏa. Cần mộc hỏa nên dùng đỏ, tím, cam, hồng, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Biết mệnh, cải vận theo mệnh khuyết, giảm vận xấu, gia tăng vận tốt vài phần. Nơi ở sạch sẽ, không khí trong lành, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách tích phước đức cho mai sau. Nhóm 12 từ 28 tháng 12 năm 89 cho đến 26 tháng 1 năm 90 dương lịch, tháng Đinh Sửu. Năm Tỵ sinh tháng Sửu là có sao hoa cái, mật mã thông minh, sáng dạ, tài hoa. Nữ có mật mã này cá tính rất mạnh, thường dễ cô đơn. Năm Tỵ hướng ngoại, linh hoạt, giỏi ứng biến và kiêu căng. Sinh tháng Sửu thì khá lầm lì cứng đầu nhưng bao dung hiếu thuận. Sửu thuộc kim thổ, thổ dày là người hiếu thuận, tốt bụng và biết cho đi. Sửu và Tỵ tương hợp là tượng tốt của lá số. Mệnh thủy vượng dễ bi lụy chuyện tình cảm, thường an phận, không ganh đua với đời. Người kỵ thủy không nên dùng xanh dương và đen. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Phòng khách nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Thời vận mệnh nữ từ 4 phần tốt, 6 phần không tốt. Chữ Tỵ và năm Tỵ trùng nhau, chữ Tân và chữ Đinh khác nhau, nhiều trở ngại. Thời vận mệnh nam từ 30 tuổi, hành vận Quý Dậu thuộc kim thủy, mệnh kỵ kim thủy, hành vận kim thủy vượng thường khó giữ được tiền, đầu cơ dễ phá tài. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí.
Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần hỏa và mộc. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc hoặc thắp nhang là cách tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc đông. Nhà ở nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng, vì ánh nắng buổi sáng là hỏa đẹp. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Mệnh thiếu hỏa mộc, thường dùng màu đỏ, tím, cam, hồng, xanh lá, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, gia tăng vận may. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền, giúp tích phước đức cho mai sau. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Kỷ Tỵ theo 12 tháng sinh. Biết được dụng thần, các bạn vào các website của Khải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng. Tuổi Kỷ Tỵ muốn đạt được thành tựu cần nhẫn nại, giảm kiêu căng, giảm nóng tính, nên cân nhắc kỹ trước những quyết định lớn. Kỷ Tỵ là nhóm người yêu thích có nhiều tiền bạc nhưng lại thiếu sự cho đi. Ở đời, người biết cho đi là người giàu có, bố thí gì ta sẽ được điều ấy. Nên giảm tính lo xa, vì người lo xa là người không sống với hiện tại, càng nghĩ về tương lai là càng đánh mất hiện tại. Vì vậy, muốn tâm an hãy tập hành thiền mỗi ngày 10 phút, chỉ cần mỗi ngày 10 phút. Trên tất cả, phong thủy tốt vẫn là sự tu tập và giúp tâm thiện lành, lời nói thiện lành, có lòng bố thí, biết thông cảm với những người xung quanh. Dành thời gian ngồi thiền, nghe pháp thoại là cách tu tâm dưỡng tánh, là cách cải biến vận mệnh tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.